Thưa quý vị khán giả, trong đời sống hiện đại thì các giá trị văn hóa truyền thống vẫn luôn được lưu truyền và chưa bao giờ bị mai một trong đời sống của cộng đồng. Và với mong muốn trang bị những kiến thức lịch sử sâu rộng cho các sinh viên, thì trường Đại học Nguyễn Trãi đã tham gia đồng hành vào dự án Đường vào các vương quốc vua Hùng trên không gian thực tế ảo nhằm giúp lưu giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trường Đại học Nguyễn Trãi là một trong những trường đại học đầu tiên tại Việt Nam triển khai đào tạo theo mô hình đào tạo định hướng ứng dụng với nhiều ưu điểm và giải quyết tốt bài toán việc làm sau khi ra trường của sinh viên hiện nay. Trong chương trình hợp tác tham gia vào dự án Đường vào vương quốc các vua Hùng trên không gian thực tế ảo với công ty cổ phần câu lạc bộ Life City, Trường Đại học Nguyễn Trãi với thế mạnh về chuyên ngành thiết kế đồ họa và công nghệ thông tin, thầy và trò nhà trường hy vọng sẽ có những bước đi tiên phong, sẵn sàng tham gia vào các nội dung đa dạng và đồ sộ của dự án tầm vóc này nhằm kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa cội nguồn của dân tộc. Đường vào vương quốc Hùng Vương là có một giá trị đặc biệt, là khơi lại cái nguồn sống của dân tộc chúng ta từ mấy nghìn năm qua. Mà đây phải nói rằng dân tộc chúng ta có những giá trị đặc biệt về mặt văn hóa, khẳng định sự tồn tại bất diệt của dân tộc Việt Nam dù hoàn cảnh thế giới có thay đổi đến đâu. Lý do tại sao tham gia cái trường này là bởi vì trường Nguyễn Trãi nó có đào tạo những cái ngành nó liên quan đến vấn đề không gian thực tế ảo. Đó là làm sao để hình ảnh của cái đời vua Hùng chúng ta được thể hiện qua không phải chỉ trên những trang giấy, mà đây chúng ta truyền thông bằng không gian thực tế ảo thực hiện vấn đề ứng dụng 4.0 để chúng ta lấy lại một cái hình ảnh của cái cuộc sống thực của thời vua Hùng chúng ta. Thực hiện khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, sánh vai với cường quốc năm châu. Thông qua dự án Đường vào vương quốc các vua Hùng trên không gian thực tế ảo sẽ mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên trường Đại học Nguyễn Trãi được tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về thời đại các vua Hùng cũng như thời kỳ mở đầu lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.